Alo, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh của mình. Nếu thấy hay thì các bạn đăng ký like và đăng ký subscribe kênh giúp mình để ủng hộ mình ra những video tiếp theo. Ở phần này, nếu tiếp phần video số 4 thì mình xin làm video số 5. Đây, hôm trước mình làm cái này đúng không? Xong rồi mình xuất trình như các file khác nha các bạn. Ở đây mình sẽ hướng dẫn các bạn có ở đây cái mình đang cài đặt cái máy là Amada Pega 357 nha các bạn, không có cái ổ dao quay tự động. Sau đây mình xin giới thiệu các bạn cái máy mà có hai ổ dao tự động nha, có cái Pega 344 này. Nhưng mà nếu mà như thế là mình phải làm lại cái clip dao, nó hơi mất thời gian. Nên mình cũng add cho các bạn xem. Đây, ở đây có 48 dao, còn máy này có 48 dao. Mươi dao hay 48 dao nha. Mình chọn 42 dao đi. 40 dao với hai dao tự động quay nha. Các bạn vào chọn cài đặt, thấy không? Đến lượt cái phần này thì cái phần cài đặt trước của 357 nó sẽ mất đi, nên các bạn phải hai dao này đúng không, các bạn phải tạo ra một cái list dao mới đúng không, Pega 344. Đấy các bạn mở nó đi. Các bạn sửa cài đặt dao nhé các bạn. Đấy, giống như cái Pega 357, các bạn chọn cái dao này, chọn đúng như cái vị trí số này phải đúng với cái số trên cái mâm dao của các bạn nhé. Đây mình giới thiệu qua thôi, mình làm cho nó ví dụ thôi nha các bạn, nhưng mà các bạn phải làm cho đúng nhá. Ở các video trước mình có hướng dẫn qua cái này rồi nên mình không nói qua nữa. Ở đây mình sẽ đây có con dao 206. Hiện tại các bạn đang ở trong phần mềm này là quy định con dao 206 là con dao quay tự động nha các bạn, với cái con dao này là 226 nha các bạn. Nhưng mà nếu mà ở trên cái máy của các bạn cái con dao nào quay thì các bạn phải sửa cái con dao đấy nhá. Giống như ở con máy của các bạn cái này là 201 quay thì các bạn sửa 201. Đấy. Ôi, nó nhảy đâu rồi ta? Các bạn xóa nó lại, edit lại. Đây, hiện tại đây nếu mà con dao 201 quay thì đây mình các bạn cái này ghi là 206, các bạn cái này, các bạn ghi 201. Hiện tại cái này đang quy định 206 quay các bạn ạ, 201 đấy. Không các bạn cái này đang nếu mà đang quy định 206 quay hả, đây 201 này, 206 quay hả, rồi nếu mà nó quy định 206 quay thì các bạn chọn giao cho nó vậy. Trên ổ dao các bạn nếu mà là vị trí dao nó ghi là 305 hay ba mấy con dao gì cũng được, nó ghi nó ở trên cái ổ dao các bạn. Nếu mà không phải là ổ dao 206 hay ổ dao bạn giống như 310 là ổ dao quay thì các bạn cứ kích vào cái con dao đấy là thôi. Đây nó máy phần mình này quy định cái hai cái ổ dao nó quay thì các bạn mình ở đây mình sẽ chọn RE
Để mình đánh cái tỉnh quay tự động cho các bạn coi. Re chọn đại bất kỳ cái con dao nào nha các bạn. Đấy, Re 255, dài 25, rộng 4. Đấy. Với con dao 10 này cho các bạn xem. Con dao 20. Đấy. Ok. Rồi, các bạn loạt cái file, có cái file cần đánh cái file góc, có góc độ đây, thấy cái góc độ nó khác không? Các bạn. Đấy, giờ phải cần đến cái dao đánh góc độ nha các bạn. Ở đây mình cài đặt, chưa cài đặt phần máy này. 5 ly này. 5 ly. Nó quay trở lại đây, riêng cây này không cần gì kẹp, đánh một lần cũng được nha các bạn. Đây các bạn đánh quay góc này đúng không, trước khi đặt trình các bạn phải index này là quay nha các bạn, các bạn phải ấn vào một phát nữa để cho nó on, nó dao mới quay được, nhưng mà các bạn off nên nó sẽ không quay đâu. Đây mình thử đánh cho các bạn không quay này. Đánh theo đường kéo dài đúng không? Đây. Đây nó tự động nó quay này, con dao này nó tự động quay nên nhưng mà các bạn phải chọn on trước để ra máy nó nhận nhá. Nếu mà các bạn off là nó thì không ra máy, nó không nhận quay đâu. Nên các bạn nếu mà người đánh máy ở ngoài để ăn chắc cái phần này, các bạn phải xóa cái đường dao này lại, đặt lại. Thì lỡ mày nó không ăn đúng không, lỡ mày người lập trình ở phía trong nó không ăn, nó không không để ý cái phần này thì nó sẽ bị ăn đi đi ngang thế này, nó không quay. Đây con dao nó sẽ tự quay, nó đang nằm ngang đúng không, nó sẽ quay góc độ xéo theo đường cái đường chi tiết của mình. Đấy đó các bạn thấy không, đấy đánh theo cái con dao quay tự động là như vậy các bạn. Với những con với cái loại máy Vega 357 như lúc này thì nó sẽ không quay được. Như các phần trước mình giới thiệu thì nó sẽ không quay được như thế này. Vì không có ổ dao quay tự động nên nó phải rịa. Giống như kiểu thế này. Nếu mà không có ổ dao quay tự động các bạn phải rịa. Rịa là rịa vậy. Rịa thì nó hơi mất công đúng không các bạn? Đây. Giả sử có con dao mình rịa dao ô đi. Đây. Ủa, con dao RO. Đây, nếu không có dao nào thì các bạn dẫn dao RO 6 sử rịa nó đi đúng không? Đấy, rịa, rịa thì cũng được, chẳng sao hết, nhưng mà các bạn phải điểm đầu này với để cho người ta có cái đường giống mà xả để xả ra các bạn. Các bạn nó không điểm cái này là người ta không biết giống chỗ nào để mà đây thấy không, nó sẽ nhắm chỗ đầu này và xả vào chỗ đầu này. Đây các bạn không không điểm là nó nghĩ đang nhắm đấy thế nào. Đây nếu mà nó không ăn thì các bạn nên trên phải kết của các bạn, mình như hôm trước mình đã nói các bạn phải kết các bạn vẽ một đường nhỏ thôi, không các bạn đánh luôn cho nó thì cắt đứt luôn cũng được. Người ta không, nếu mà các bạn ngoài công nhân mà không không thì các bạn đánh thế này thì không được, phải mất công sửa đúng không, thấy không, ở ngoài này nó đánh mất luôn rồi. Ở phần này nếu mà như đánh như thế này thì các bạn sẽ bị cái phần này nó sẽ bị rơi ra, các bạn cũng phải giữ cái lại cái phần này để tránh trường hợp nó rơi ra, làm nó rơi trên cái bản máy á, mất công đúng không, các bạn giữ lại, giữ lại cái này. Vậy là xong. Đây là mình giới thiệu cho các bạn phần đánh phần cái auto index. Thì khác nhau, sự khác nhau giữa cái máy có cái hai ổ, có ổ dao quay tự động và không có ổ dao quay tự động nha các bạn. Nếu các bạn thấy hay thì like và subscribe kênh giùm mình. Chia sẻ video để ủng hộ mình, giúp mình ra những video khác tốt hơn. Cảm ơn các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở trong những